Mến chào quý vị, ông bà, cô chú trở lại với kênh Chuyện Ma cùng Thiên Như. Rất vui khi được gặp lại quý vị trong buổi tối nghe chuyện ngày hôm nay. Và trước khi đi vào những câu chuyện của bữa nay á, Như xin phép gửi lời cảm ơn chân thành đến quý vị vì quý vị đã đồng hành cùng với Như trong suốt khoảng thời gian qua. Rất mong là trong khoảng thời gian kế tiếp nữa, quý vị vẫn đồng hành ngồi lại với Như. Ví dụ mình mở chuyện lên, mình nghe, mình ngủ, mình thư giãn, hay là trong lúc mình làm việc nhà mình nghe lên để đó giống như như là một người bạn đang chia sẻ những câu chuyện này cho quý vị. Được vậy là Như cũng vui dữ lắm rồi và Như cảm ơn quý vị nhiều dữ lắm. Rồi thôi, bây giờ mình đi vào câu chuyện đầu tiên luôn hen. Câu chuyện này như được cô muội gửi lại cho Như. Cô kể sự việc này thì xảy ra với một người chị em chơi chung trong nhóm với cô muội. Cổ tên là Cô Ni. Cô Ni cổ bốn mấy tuổi, chạng chạng tuổi với cô muội nè. Thời điểm đó, cô Ni ấy, bà có quen một cái anh người yêu. Tại sao kêu cô Ni là cô mà người yêu của cô lại kêu bằng anh? Do cái anh này anh trẻ lắm, mới có 24, 25 tuổi à. Tướng của ảnh thì cao to, vạm vỡ, đẹp trai. Mấy ngày đầu, cô Ni ấy, dẫn theo cái anh đó đi chơi, đi đám tiệc nè. Cô muội còn giật mình, tưởng là dẫn theo con cháu gì theo không à. Ai dè khi hỏi ra thì mới biết anh đó lại là người yêu của cô Ni. Những chị em trong nhóm mới biết cô Ni bà có cái tật quen trai trẻ như thế này. Hồi lúc trước á, cô Ni thì cổ có chồng, nhưng chồng của cổ đoản mệnh, mất sớm rồi. Sau đó nữa nghe nói cũng có quen người yêu, nhưng không ngờ những người yêu lần đó lại là những chàng trai trẻ như vậy. Anh này anh tên là anh Kiệt. Anh Kiệt không biết có duyên với cô Ni làm sao á, hai người cuối cùng về cũng tổ chức đám cưới. Làm đám cưới cũng linh đình, mời ca sĩ đồ về hát vui vẻ dữ lắm. Nhưng có điều khi cưới về, anh Kiệt ảnh lật mặt. Ảnh dụ cô Ni á sang tên đất nhà xe gì cho ảnh hết trơn luôn. Cô Ni cổ cũng nhẹ dạ cả tin, bởi vì nghĩ hai vợ chồng với nhau rồi, mình thương chồng mình thương ông xã nên mình sang tên sang đất cho ảnh thôi. Cổ cứ nghĩ như vậy, nhưng không ngờ cô Ni lại là con mồi của anh Kiệt. Khi mọi tài sản đã được anh Kiệt đứng tên rồi thì ảnh bắt đầu lật mặt. Ảnh không có đối xử nhẹ nhàng, tình cảm ngọt ngào với cô Ni như lúc trước nữa, mà giờ nói chuyện ra xưng hô bằng bà không à. Có nhiều lần là nặng lời hơn, còn kêu bằng bà già nữa. Cô Ni cổ hơi ngỡ ngàng rồi. Qua mấy ngày hôm sau, anh Kiệt anh càng quá quắt hơn, ảnh dẫn người tình của mình về nhà. Tới tận lúc này, cô Ni bả điên tiết lên, bả hỏi là tại sao anh đối xử với tôi như vậy, vừa đánh vừa chửi anh Kiệt. Mà anh Kiệt cái sức của anh, sức trai trẻ mà, đẩy cái là cô Ni bà té lăn quay về đằng sau rồi. Anh Kiệt cùng với người nhân tình, hai người dẫn dạo trong phòng đóng cửa, hú hí trong chính căn nhà của cô Ni. Cô Ni bà quá điên, bà đi xuống sau bếp, bà cầm con dao, đây là con dao sắc nhất ở trong nhà luôn, đứng ở trước phòng của ảnh đợi anh ra. Anh Kiệt anh vừa mở cửa phòng, cô Ni lập tức nhào tới xử cho ảnh vài nhát. Anh đã nằm gục ở trên sàn rồi. Còn về cái cô nhân tình kia thì cổ cũng bị thương rất là nặng, nhưng đưa lên trên bệnh viện thì đã cứu kịp. Mọi người phát hiện ra hiện trường như thế này là cái buổi tối hôm đó khoảng 6 giờ mấy, gần 7 giờ. Những người hàng xóm mới nghe la sầm hết trơn à. Giọng này là giọng la của cái cô tình nhân á, sợ hãi quá cái cô đó cũng la sảng hồn luôn. Thấy cổ muốn trèo qua cửa sổ, nhưng mà ở trong nhà cửa sổ thì đã có những cái thanh chắn, cổ không có trèo ra ngoài được. Người ta thấy vậy mới đi qua kêu cửa. Nhưng khi ở bên trong đã hoàn toàn im lặng rồi, cô Ni cũng lững thững bước ra, trên tay của cổ vẫn còn cầm cái con dao dính máu không à. Mặt mày của cổ cũng bị bắn những cái tia lên trên quần áo nữa. Cổ bước ra từng bước thẫn thờ. Con mắt của cổ nhìn sắc bén dữ lắm. Ra tới phía trước là cổ ngồi khuỵu xuống luôn. Khi công an người ta tới rồi á, nhìn hiện trường quá là rõ ràng. Cô Ni cổ cũng không có chối cãi gì cả. Cổ thú nhận do cổ làm, rồi chi tiết làm sao là cổ cũng kể lại hết. Cô Ni kể á, do người chồng của cô đã đối xử với cô tệ vậy, đã dụ cô chuyển hết tài sản sang ảnh bán anh cầm cố hết trơn rồi, thậm chí còn dẫn nhân tình về nhà
Chính vì trong lúc tâm lý bất ổn, cô Ni đã ra tay và làm nên cái chuyện như vậy. Rồi thì sau đó công an người ta dẫn xét xử điều tra, cô Ni thì phải chịu án tù. Còn riêng về căn nhà này đâu có ai ở đâu. Khoảng thời gian chừng 3 tháng mấy sau á, thấy là để cái bảng cho thuê nhà ở phía trước. Nhưng bây giờ không biết là người thân của cô Ni hay là người thân của anh Kiệt là người đứng ra cho thuê căn nhà này thì dân đây không có biết nữa. Bởi vì cái người tới đây á, cái người đó là cò lái thôi. Khoảng thời gian sau cũng có một cặp vợ chồng với lại đứa con gái nhỏ vào ở trong nhà. Vô trong đây thuê, ở đâu được tuần lễ là thấy họ thu dọn đồ đạc, chuyển đi nhanh gấp rút dữ lắm. Những người hàng xóm cũng biết trong căn nhà này trước đây đã từng xảy ra một cái vụ án đẫm máu như vậy. Thì hỏi vợ chồng là vô đây có gặp gì không, mà thấy vô ở có một tuần lễ là dọn đi vậy. Người vợ mặt buồn rầu dữ lắm mới kể. Ở trong nhà tất cả những thành viên đều gặp, vợ gặp, chồng gặp, đứa con nhỏ trong nhà cũng gặp luôn. Người gặp đầu tiên chính là cái cô vợ này. Cổ kể khi mà dọn vô rồi là buổi sáng, chồng với con đang phụ cất đồ đạc ở trên, cổ xuống bếp chuẩn bị đồ ăn. Vừa mới xoay người qua, cổ nhìn thấy ở cái phía cửa sau á, thấy có một bóng người. Cô không biết đó là ai mà nhìn cái bóng này không có giống như là dáng người của chồng mình. Cô cũng đi ra. Khi mà dí theo cái người đó tới cuối góc tường rồi, người đó đứng im lại. Cô mới hỏi, ủa ai vậy? Cô hỏi mấy lần, người đó cứ đứng im mà cái tay cứ run 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 vậy nè. Cô đi gần lại thêm chút xíu. Khi đứng cách người đó chừng 5 bước chân nữa thôi, người đó xoay người lại. Cô thấy mặt mày của cái người đàn ông đó xanh le xanh lét luôn, mà máu chảy túa ra từ trên đầu. Kinh hồn quá, cô la lên té lùi lại đằng sau. Khi cô đã té xuống rồi, người đàn ông này mới xoay người lại. Vợ cổ nhìn thấy từ ở trên cái phần ngực đổ xuống cái phần bụng là cũng 4-5 nhát gì đó, những cái nhát dao găm vào mà ở chỗ đó còn có máu rỉ ra nữa. Cô sợ quá trời sợ, cô la rồi cô bò ngược vô trong nhà. Hồi nữa quay ra không thấy gì trơn á, chồng với con của cô cũng không thấy luôn. Thì cô nghĩ có thể ngày hôm nay mình chuyển đồ nè, mà vào cái lúc trời nắng nóng quá cho nên mình mới bị qua mắt vậy thôi. Đó là lần đầu tiên cô gặp mà gia đình đã bỏ qua hiện tượng này. Cái đó là chắc trưa trưa, tới buổi tối cô lại gặp thêm một lần nữa. Cả ngày quần quần mệt quá, cô nằm xuống chút xíu là cô đã ngủ sâu rồi. Cái hồi cô có cảm giác bên người mình hình như đang có ai đó đứng cạnh. Rồi cô còn nghe chửi gì mà nhắm nhắm á. Mới đầu nghe không có rõ, rồi một hồi sau cứ nghe đồ đàn bà, cái đồ đàn bà. Cô nghe cô mới thấy kỳ lạ quá. Tự nhiên chửi mà chửi đồ đàn bà là sao? Tự nhiên đàn bà hay là con gái gì có làm phiền gì tới ai đâu vô duyên vậy? Tự nhiên cô nghe chửi cái kiểu gì kỳ cục quá vậy? Đàn bà rồi sao? Con gái rồi sao? Ai làm gì đâu tự nhiên nói gì kỳ cục vậy? Cổ đang suy nghĩ lại và trả lời trong đầu thôi, chứ cổ cũng chưa hề mở mắt và mở miệng nói ra những câu đó. Cái hồi nữa cổ thấy người của mình bị đè cứng nhắc à, tay chân gì như là bị điểm huyệt luôn, không nhúc nhích cử động gì được cả. Có cảm giác khó thở và cô còn nghe cái tiếng cái tiếng mà thở bằng cổ họng của mình thở ra. Cô mở mắt ra. Bây giờ người đàn ông đó chính là cái người cô gặp lúc trưa, đang nằm đè trên cơ thể của cô. Mắt trợn vậy nè, trần trần nhìn cô. Trời ơi, từ trên cái con mắt của cái người đó còn chảy ra những cái giọt máu rớt nhỏ giọt vào trong má của cô vợ này nữa. Cứ mở mắt nhìn vậy đó, nghe cái người đó cứ nói là đồ đàn bà, đồ đàn bà. Rồi nghe chửi thêm cái phần sau nữa mà cô không có nghe kỹ đó là cái gì. Một hồi cơ thể đã nhẹ dần rồi thì người đàn ông đó không có còn đè cô nữa. Cô sợ quá, có khều chồng kể cho chồng nghe. Nhưng chồng của cô ngày hôm nay cũng mệt lắm rồi, cũng nghe mà vậy cho qua thôi. Ngày đầu tiên chỉ có cô vợ này cũng gặp vậy. Qua ngày thứ hai, ngày thứ ba, cô ở trong nhà những khi một mình á, cô cứ nghe thấy tiếng bước chân ai đó đi tới đi lui trong nhà hoài. Khi thì cô thấy cái dáng người vừa mới bước ra,
Tưởng chồng của mình đã đi làm về rồi, cô mới lên tiếng hỏi, mà hỏi thì không có nghe trả lời. Cô cũng đi vòng ra dí thuốc đằng trước kiếm thì không thấy, ra đằng sau tìm luôn cũng không có tìm ra. Hỏi lại chồng của cô thì đi làm chưa có về. Những lúc đó cô thấy rợn rợn người rồi. Tới sang cái ngày thứ tư thì ngày hôm nay chồng của cô mới gặp nè. Cô thì cô đang chăm vườn cây phía trước, đứa con nhỏ đi học rồi, chồng cô định ra đằng sau lấy cái gì á. Vừa mới đi xuống dưới nghe đồ đạc nó bể lổn cổn rồi chồng cô la quá trời. Cô vợ chạy xuống thấy chồng của mình sợ tới mức đứng tiểu trong quần luôn. Ở trên tay á, đang cầm mấy cái chén đồ nè. Chú cầm chú nhấc lên để chuẩn bị lấy cái gì đó, nhưng những cái chén này chú trợt tay rớt xuống bể tan nát hết trơn rồi. Cô không biết chuyện gì, thấy chồng của mình mà sợ quá, mắt thì cứ mở to, miệng hả hốc hác. Cô mới kêu, ôi chồng ơi, anh bị gì vậy, anh bị gì vậy? Kêu một lát, chồng cô mới quay qua nhìn cô, cứ chỉ vào trong không khí mà cái tay cứ rung vậy nè. Cô không thấy gì trơn á. Một lát sau bình tĩnh lại rồi, chồng cô mới kể cho cô nghe. Hồi nãy chú xuống á, chú nhìn thấy có một người đàn ông đang lúi cúi cắm đầu vào trong cái phần đồ ăn mà cũ nấu sẵn để trên bếp á. Chú mới hỏi là ai vậy, tưởng là ai qua ăn trộm đồ ăn của mình hay gì. Chú hỏi lần thứ nhất, tới lần thứ hai người đó xoay đầu lại, chú thấy con mắt nó trắng tươi à, không hề có tròng đen đâu cả. Miệng mồm thì dính tày quầy cái phần đồ ăn, tóc tai thì chẻ lua tua mà nó còn bị bết bết bởi máu nữa. Cả cơ thể thấy cái màu nó nhợt nhạt dữ lắm. Chú sợ quá, rồi cái người đàn ông đó quay qua, kênh kênh mặt với chú vậy nè, chú càng sợ hãi hơn nữa. Rồi hồi đó giống như là bất di bất dịch rồi, chạy không được nữa, cứ đứng im luôn. Hồn ma kia tiến gần tới người chồng. Khi mà đi gần lại, cái người đàn ông đó mở mắt trợn, rồi hịt cái vô ở trong mặt của người chồng này. Sợ quá nên người chồng đã đứng tiểu tại chỗ luôn là như vậy. Lần đầu tiên á, người chồng này mới gặp ma, rồi gặp cái cảnh tượng hãi hùng vậy quá nên cái phản ứng cũng bình thường ha. Hai vợ chồng nói với nhau là ở trong nhà này có ma thiệt rồi, sao mà thấy ghê như vậy. Giấc đó là buổi sáng, tới buổi tối liền gặp thêm một chuyện nữa. Buổi tối hai vợ chồng cũng đi xuống đằng sau định là lấy cái gì lên cho đứa con nó ở phía trước. Hai vợ chồng còn trẻ cũng vui vẻ giỡn với nhau vậy đó. Đi xuống đây, cả hai vợ chồng đều nhìn thấy một cảnh tượng kinh khủng. Người đàn ông nằm dài đến trên nền sàn, người thì úp xuống, cái đầu thì nằm nghiêng để con mắt nó trọn lên vậy nè. Từ trong miệng chảy ra máu linh láng một dũng luôn, mà cái miệng nó còn khép hờ hờ thôi chứ không phải là khép hẳn lại. Hai vợ chồng thấy sợ quá, đang đứng run rẩy rồi thì người thanh niên bắt đầu xương khớp nó kêu cái rắc, tay chân nó vặn vẹo giống như trong phim zombie vậy đó. Cứ vặn vẹo rồi cả hai vợ chồng đều nghe được cái chiếc rắc 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 rắc. Ớn quá. Khi mà người này đã hoàn toàn đứng lên được rồi, một tay thì cong cong, một vai thì nó bị sệ lệch xuống. Nhìn hai vợ chồng rồi cười, nghe cười tiếng nó nham nhở dữ lắm. Hai vợ chồng sợ quá đứng bấu víu vào nhau, cho tới khi hồn ma không có còn thấy nữa rồi mới thôi. Đứa con nhỏ nó nghe hai vợ chồng làm gì dưới này mà la ó, nó cũng xuống nó coi. Tiếng kêu của đứa nhỏ đã làm cho hai vợ chồng giật mình bừng tỉnh. Mới dọn sang đây có 4 bữa thôi mà đã gặp nhiều hiện tượng vậy rồi. Hai vợ chồng cũng bàn tính với nhau, nói mình chuyển sang đây tốn tiền thuê nhà, tiền cọc rồi tiền vận chuyển này kia tùm lum. Nếu giờ mình chuyển sang chỗ khác nữa thì tốn kém quá. Nhưng nếu ở thì lại gặp vong hồn của cái người đàn ông đó ghê quá, phải làm sao đây? Hai vợ chồng cũng đang suy nghĩ tìm cách thôi chứ chưa có phương án giải quyết. Tới cái ngày thứ 6 thì đứa con nhỏ nó cũng gặp luôn. Giữa đêm nghe nó khóc la quá trời, hai vợ chồng chạy qua thấy đứa nhỏ nó ngồi co ro cúm rúm vào trong một góc, nó lấy cái mền nó trùm lại. Tưởng là đứa nhỏ nó thấy cái gì hay là có cái con gì đó bò vào trong phòng của nó. Hỏi ra thì đứa nhỏ nó cứ chỉ vào trong không khí, nó nói là ba mẹ ơi, ba mẹ cái chú đó con sợ quá. Đứa nhỏ nó vừa chỉ vào trong không khí và nó nói vậy đó.
Hai vợ chồng thì không có nhìn thấy ai hết, nhưng cũng hiểu được cái đứa nhỏ mà nó chỉ chính là người đàn ông mà hôm bữa hai vợ chồng đã nhìn thấy. Thôi đâu có để đứa nhỏ nó ngủ mình nữa, đem nó sang bên phòng luôn. Qua ngày hôm sau, cả nhà vẫn ngủ chung ở trên giường, nhưng mà đứa nhỏ nó lại tiếp tục bị chọc. Nằm ngủ giữa đêm, đứa nhỏ nó mới la lên. Hai vợ chồng mở mắt ra, đèn ngủ trong phòng bật nó hơi mờ mờ thôi chứ không phải quá sáng, tại vì mình bật sáng đèn lên là đâu có ngủ nghe gì được. Cả hai vợ chồng đều nhìn thấy đứa nhỏ giờ nó đang bị cái bóng của người đàn ông kia nắm cái chân mà lôi ngược xuống hướng dưới giường á. Hai vợ chồng sợ quá la, vừa giữ đứa nhỏ lại, cứ ghì qua ghì lại, đứa nhỏ thì nó càng sợ càng khóc thét hơn nữa. Một hồi người đàn ông nó mới cười khá 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 lên, buông đứa nhỏ một cái cạch, đứa nhỏ nó rớt từ trên rớt xuống cái phần ngay chỗ cái chân á, là nó đập vô cạnh giường hơi bị đau, nó là quá trời luôn. Sau vụ này hai vợ chồng ớn quá nên mới quyết định là dọn đi chứ ở đây không được rồi. Phải vậy cái hồn ma đó hù hai vợ chồng mình thì đã cũng sợ hơn chết rồi đó, mà giờ còn hù cả luôn đứa con gái nhỏ nữa thì làm sao mà ở được. Chính vì vậy mà cả nhà quyết định sẽ dọn đi liền trong ngày hôm sau. Số tiền nhà, tiền cọc gì đó là bỏ hết luôn, không có ở được nữa. Khi đã chuyển đi rồi, cái người chủ nhà cũng biết được cái sự việc ở đây mà, thấy là mời thầy bà về cúng kiến, bà cúng không biết có được không. Từ sau ngày hôm đó, dân ta đi ngang bắt đầu nhìn thấy vong hồn của anh Kiệt thường xuyên xuất hiện hơn. Giờ anh không ở trong nhà nữa, bởi vì cúng á, anh đâu ở trong nhà đâu, giờ anh đi ra ngoài, anh cứ lạng vạng ở trước sân á. Khi thì anh ra tới ngoài lộ, anh kêu anh hù người ta. Có mấy bữa xe ô tô chạy ngang thì nhìn thấy có một người từ trong mé lề chạy băng qua, nhưng mà nhìn kỹ lại thì không thấy ai trơn. Mấy lần người ta thắng gấp vậy á, còn có nhiều vụ là xe cộ đang chạy ngon lành thì bị xô té, còn không đi ngang thì nghe tiếng cười. Hồi khi á, đi ngang cứ thấy một cái bóng nó cứ bay loạn vạng ở trước ngay cửa nhà của cô Ni vậy đó. Một khoảng thời gian sau thì không có thấy nữa, dân ở đây không biết chủ nhà có cúng kiến được hay không, bởi vì đã có một cái người mới vào mua, cả căn nhà bị san bằng bỏ hết luôn, rồi người ta mới xây dựng nên một cái chỗ mới để kinh doanh. Từ lúc đó là không có thấy nữa đó, rồi thấy cái người chủ mới có cúng kiến đàng hoàng. Nhưng có điều làm ăn không được hay sao, cứ thấy đổi chủ miết à, từ cái mặt bằng này một cái xưởng rồi chuyển sang một cái chỗ làm ô tô rồi chuyển hoài vậy đó. Tới sau này nữa thì cái chỗ mặt bằng ngày xưa bị cắt chia thành nhiều cái mảnh đất nhỏ nhỏ. Đó là toàn bộ câu chuyện như được cô muội gửi lại cho Như, một câu chuyện rất là hay. Cô muội gửi chuyện gì cho Như, cổ nói có thể trong câu chuyện này người ta nghĩ là tình yêu không có phân biệt tuổi tác, cô Ni cổ cũng nghĩ như vậy á. Nhưng mà vì cái suy nghĩ đó của cô mà cô lại bị cái anh chàng tên Kiệt này lợi dụng, rồi cổ không có chấp nhận được thực tế. Cổ thì cổ hết lòng cổ yêu thương cái người đàn ông đó mà người đó lại đối xử phản bội cổ vậy, cho nên cổ không có chấp nhận được, cổ đã ra tay với ảnh thì cũng đúng rồi ha. Đây cũng là một bài học dành cho những người nào không biết trân trọng tình yêu hen. Đây là câu chuyện thứ nhất, bây giờ mình sẽ sang câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này như được cô Lệ gửi lại cho Như, và cô kể toàn bộ sự việc này thì xảy ra với gia đình của nhỏ em họ cô á. Người này tên là cô Út cổ thư Út, cổ tên Út luôn. Cô Út khi mà cô cưới chồng á, rồi về ở bên nhà chồng cũng là thứ Út luôn, hai vợ chồng ở chung với nhau. Thời điểm đó là còn ở chung với ba chồng nữa, bởi vì ở dưới miền Tây á, thường con Út sẽ là người ở lại lo cho ba mẹ, rồi cũng sẽ được ba mẹ cho cái phần tài sản còn lại luôn. Thì hầu như là như vậy thôi ha. Cô Út ở chung với lại là ba chồng, nhưng ngặt một nỗi cái ông ba chồng này ông không phải bình thường như người ta, tính tình khó ăn khó ở dữ lắm. Nhiều khi cổ làm nãy kia cũng bị chửi, không phải là cổ bị chửi không đâu, chồng của cổ cũng bị chửi, cháu cũng bị chửi nữa, tại cái tính của ông ba chồng này ông khó khăn vậy đó. Cho tới khi ba chồng lớn tuổi rồi thì ba bị bệnh, hồi đó là bị bệnh tim, rồi còn có thêm nhiều cái di chứng khác nữa. Về nhà là ba cũng cứ nằm vậy đó, không có đi lại được nữa. Cô Út
sẽ là người chăm sóc cho ông tên là ông hai ha, thì cứ chăm sóc đều đặn cho ba chồng của mình bình thường thôi, đây cũng là bổn phận làm con dâu mà, cổ cũng hiếu thuận giống như ở bên gia đình của mình vậy đó. Có điều ông hai ổng cứ khó ăn khó ở hết chỗ nói luôn, dọn cho ổng, mình dọn cái phần mà nước tiểu á, tại vì nằm một chỗ rồi là đâu có đi đứng gì được đâu, cổ cũng ra tay chăm sóc từng ly từng tí vậy đó, mà ổng khó chịu, có khi ổng còn đạp cái bông nước tiểu đổ vào trong mặt của cổ nữa, thậm chí có nhiều lần cổ đút cho ông hai ăn, ông hai không thèm ăn mà cứ phun phèo phèo vào trong mặt của con mình. Cô Út cũng bực bội lắm, nhưng chú Út mới an ủi nó là thôi ráng đi vợ, nhiều khi ba ông bị bệnh mà nên ổng khó chịu ở trong mình rồi ổng vậy thôi. Cổ cũng ráng cắn răng chịu đựng để chăm sóc cho cha chồng của mình. Có rất nhiều hôm ông hai á nói thèm món gì cổ nấu món đó, mà nấu ra ngon lắm nghe, chứ không phải là dở gì đâu. Vậy đó mà ông ăn vô ông phun phèo phèo, ông nói là trời ơi gì mà nấu dở vậy, nấu món khác cho tao đi, tao không có thích cái này đâu. Ông hai ổng cứ ương bướng như vậy đó, càng về sau sức khỏe của ông đã yếu hơn rồi, hồi đó đâu có còn nói chuyện được nữa đâu, cái miệng thì chỉ ơ ơ thôi, không có la được gì cả. Cô vẫn chăm sóc miệt mài cho cha chồng của mình thôi. Một khoảng thời gian ngắn sau đó nữa, ông hai không có chống chọi lại được với bệnh tật, ông hai đã qua đời. Cứ tưởng là sau khi ông hai mất dậy, cả gia đình của cô Út sẽ được sống thoải mái, tự do, không bị quản, không bị la, bị chửi nữa. Ai dè, dù ông hai ông mất là mất cái phần thể xác thôi, chứ phần linh hồn của ông vẫn còn đó. Sau mấy ngày đám tang của ông hai, mấy người hàng xóm á, thấy cái mặt của cô Út á, đi ra chợ mà cái mặt nó héo queo à. Không biết sao mà bà buồn rầu chứ vậy, có lại hỏi là Út ơi mày sao mà cái mặt của mày nhìn buồn như vậy. Cô Út cũng thở ra, thấy là có chuyện rồi, những người hàng xóm mới tiếp tục hỏi nữa, thì cô Út cũng kể luôn, cô nói là trời ơi em rầu quá mấy chị ơi, hồi lúc trước á ông ba chồng của em ổng còn sống á, em ráng em ở với ổng, ổng khó ăn khó nết thì mấy chị cũng biết rồi, mà giờ ổng chết rồi ổng cũng còn ở lại nữa chị ơi. Rồi nghe tới cái lúc này những người hàng xóm mới giật mình hỏi là sao vậy, mày nói như vậy là ý gì, không lẽ ổng thành ma hả. Nghe hỏi tới đây trúng phốc luôn, cô Út liền kể lại những hiện tượng mà cả gia đình của cô gặp, đêm nào cũng vậy trơn, cứ tới 2 giờ sáng cô Út sẽ nghe thấy tiếng gõ cửa phòng của mình, thì cô lờ mờ dậy, mắt nhắm mắt mở, giờ này chưa tới giờ mình thức giấc mà sao ai kêu cửa vậy. Cô mới lên tiếng, cô hỏi ai vậy, lập tức cô nghe thấy cái giọng khào khào, Út ơi mày dậy mày ra mày nấu đồ ăn đi, giờ nào rồi còn ngủ rồi mày, mày dậy mày nấu đồ ăn sáng cho tao đi. Nghe cái giọng nó khào khào, trời ơi cô hết hồn, giọng này là giọng của ông hai nè. Cô sợ quá la hai chồng của mình, thì hai vợ chồng vẫn còn nghe thấy tiếng của ba chồng ở ngoài kêu văng vẳng vô vậy đó, vừa kêu mà vừa gõ cửa. Dậy đi, mày dậy nấu đồ ăn sáng cho tao nè, dậy đi mày. Ông vừa kêu mà vừa gằn giọng lên vậy đó. Hai vợ chồng sợ quá cứ ngồi im ru rú trong giường, không dám nhúc nhích, không dám thở mạnh luôn. Càng lát nghe tiếng bước chân lịch bịch lịch bịch lịch bịch lịch bịch rồi đi xa khỏi phòng, rồi hai vợ chồng rón rén lú cái đầu ra khỏi phòng, nhìn tới nhìn lui thì thấy vong của ông hai á, ông đi ra tới ở cửa trước rồi, chỗ này là gần gần với cái chỗ bàn vong của ông hai nè. Hai vợ chồng giật mình, lỡ tay người chồng làm cái cửa nó kêu một cái, ông hai lập tức quay lại, cái mặt ông giận lắm mới kêu à, dậy đi giờ này hai đứa bay còn ngủ, dậy nấu đồ ăn cho tao lẹ lên, ông hai quát lên vậy đó. Hai vợ chồng sợ quá té nhào ra khỏi phòng luôn, một hồi mở đèn nhìn lại thì không có còn thấy vong của ông hai nữa. Sự việc đó là xảy ra sau cái ngày mở cửa mã của ông hai. Gặp vụ này hai vợ chồng cũng đã ớn ớn rồi, mà qua buổi sáng ngày hôm sau nữa cô Út lại tiếp tục gặp, làm việc nấu nướng xong tới 11 giờ là liêu riêu buồn ngủ quá, cô mới trèo lên trên võng, đang nằm nhớ chưa có ngủ nha, chỉ là mới nhắm mắt để đó thôi, cái võng cô bị giật cái bật, cô nghe kêu dậy đi mày, ai cho mày nằm võng của tao. Cô nghe nạt rõ ràng thì cô ngước đầu lên nhìn như là
không thấy ai hết trơn, mà sao mình mới nghe cái giọng của ông ba chồng mình vậy cả? Cô cũng hơi rợ rợ rồi, cô nằm cô trở người qua chút xíu, cô cũng nằm xuống chút vậy đó, cái giọng lại tiếp tục bị giật nữa. Lần này giật mạnh hơn và ở cái chỗ bên hông giọng còn bị nắm kéo lên nữa. Cô nghe kêu, ai cho mày nằm giọng tao, mày xuống liền. Cái giọng của cô bị nắm kéo lên, cô lọt cái ịch xuống dưới đất luôn. Hên là cô nằm tự trên võng xuống với khoảng cách dưới đất đó, chừng hai gang tay thôi, té thì hơi ê ẩm chút xíu chứ không phải là quá đau. Cô sợ giật mình nhìn lại, đâu phải mà mình ngủ sâu tới mức mình lăn qua lọt võng đâu, hồi nãy rõ ràng là nghe cái giọng của ông ba chồng mà. Quýu người rồi, đâu có dám nằm trên võng nữa đâu. Cô cũng đi vô trong nhà nằm luôn, rồi về nhà cô kể lại cho chồng nghe vậy đó. Tới thêm cái bữa này, cô gặp hồn ma của ba chồng cô mà cô nói cô tức khủng khiếp. Cô đang nấu ăn phía sau, cái hũ đường á là cái hũ bằng keo mủ đó, rồi cô để bên hông vậy nè. Cô để đó rõ ràng, cô cũng vừa quay qua bên đây định quay lại lấy, thò tay sắp chụp được cái hũ đường rồi thì cái hũ đường nó bị xê dịch qua một chút nữa, cái cô lại di chuyển cái tay qua gần chụp được thì cái hũ đường nó cứ bị kéo, giống như ai đó đang giỡn với cô á. Cứ thò một hồi là cái hũ đường nó di chuyển gần cả mét luôn. Cô đứng nó có cái gì á, gì kỳ cục vậy? Cô nhào lại cô chụp cái hũ đường thì cái hũ đường bây giờ bị hất xuống, rớt nó xuống dưới đất á. Cái nắp thì nãy giờ đang làm mà cô chưa có dặn lại, đường đổ ra tùm lum luôn. Bực bội hết chỗ nói, cũng khum xuống để mình thu dọn cái phần đường đó. Cô đang lúi cuối như thế này thì cô mới nhìn thấy ở trước mặt của mình là thấy cái phần chân thôi. Do cái tầm của mình đang cúi thấp thấp nè, cô thấy cái phần chân đó mặc cái bộ đồ pyjama màu trắng mà có sọc kẻ kẻ xuống. Sao cái bộ đồ này quen quá vậy, giống ông ba chồng mình quá ta. Cô ngước mặt lên nhìn thì còn ai nữa, chính là ông hai. Ông hai đang trợn mắt nhìn cô mà cái mặt khó khăn lắm, hỏi là mày làm gì vậy, có nấu nướng nấu cũng không xong nữa, nấu được không? Không được nhịn luôn đi. Ông hai vừa quát vừa chỉ trỏ, trong khi hồi nãy chắc là vong hồn của ông hai nè hù cô rồi kéo kéo hũ đường cho nó rớt vậy á, chứ cô đâu có làm đâu. Vậy đó mà giờ đổ xuống cô dọn còn bị chửi vậy nữa. Cô cũng cúi mặt xuống luôn, gặp ma thì cô sợ, nhưng vừa sợ vừa tức ở trong lòng. Hồi nó ngóc lên thì không có thấy ba chồng của mình nữa. Cô nói cô tức quýu người. Không những là cô gặp đâu, đứa con gái nhỏ của cô nó cũng gặp nữa. Nhỏ con gái nhiều khi nó ở trong nhà thì nó hay có cái tật, nó hay hát, nó khoái ca hát nhảy múa lắm. Mới có mẫu giáo thôi mà tham gia văn nghệ này kia sung lắm ha. Bữa đó mới học được bài gì á, về nhà nó cũng luyện hát líu lo. Những hồi nữa cô nghe nó dừng hát rồi, thay vào đó là nó khóc rồi nó la sầm lên. Cô chạy ra phía trước cô hỏi là ủa gì con, làm gì mà nãy hát thì sao giờ hát rồi khóc luôn vậy? Đứa nhỏ nó vừa khóc méo máu vừa nói với cô, mẹ mẹ hồi nãy con đang hát cái ông nội lấy cái chổi lông gà ông nội quất vô đít con, ông nội nói mày hát âm sầm không để cho ông nội nghỉ ngơi, nội nói vậy mẹ. Đứa nhỏ thì nó còn nhỏ quá, nó chưa có biết là ông nội mất rồi thì sẽ không thể nào tồn tại lại được nữa. Nó thấy nó tưởng là ông nội về rồi nó chỉ qua ở trên bàn đó là cái cây chổi lông gà ông nội quýnh con nè mẹ, nó chỉ qua nó mép vậy đó. Dạch cái mông nó xuống thì thấy ở trên cái đít nó có hai lần đổ quét luôn. Hồi trước còn sống ông hai cũng có cái tật là nhiều khi làm ổn trong nhà là ông chửi rồi ông tức quá là ông quánh đít đứa nhỏ như vậy đó. Cô cũng xót cho con của mình dữ lắm. Ở trong nhà thì đứa nhỏ nó hát họ kể nó đi, vậy đó mà vong hồn của ông nội cũng khó khăn quá. Cô nhìn lên, cô nhìn cái tấm di ảnh của ông cha chồng mình á, cô nhìn cô cũng kênh kênh vậy nè. Thì tự nhiên lúc đó cái tấm di ảnh nó rớt ụp lại luôn, hết hồn, thôi giờ không có dám cương nữa. Cô sợ quá cô cũng đi gần lại, cô dựng tấm di ảnh của ba chồng lên rồi xin lỗi, nói là cháu nó không cố ý đâu. Cô cũng hạ mình xuống vậy đó, chứ trong tâm của cô là cô không có cam tâm đâu nghe. Qua mấy ngày hôm sau thì chồng của cô đã gặp rồi. Chồng cô nói lúc đó mới có 4 giờ 4 giờ hơn á, mà nghe con gà nó gáy. Sau cái tiếng gà nó gáy rồi cái tiếng nó kêu nó la như là nó bị thương hay gì nó la. Ở trong nhà đâu có nuôi chó nuôi mèo gì đâu, sao tự nhiên nó bị như vậy? Không lẽ nó bị con nào đó sang bên đây giật rồi.
Chồng của cô đi ra phía sau kiểm tra, đi ra gần ngoài hướng chuồng gà, giật mình bởi vì chồng cô thấy có một cái dáng lưng. Vừa nhìn chồng cô đã biết đây chính là bóng dáng của ba mình chứ còn ai nữa. Ông hai ngồi gục gục cái đầu xuống, thấy cái tay cái làm gì nè, giặt 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 lên. Chồng của cô nhìn kỹ lại thì thấy ba chồng đang giặt lông con gà, đè cái cần cổ nó xuống vậy nè. Tay thì giặt lông, miệng thì chửi: mày nè, mày gái âm sầm nè, mày gái âm sầm muốn để ai ngủ nghe nè. Chồng của cô thấy run run nhưng không có dám làm gì cả. Tới một hồi sau, ba chồng quay mặt lại, cái mặt của ổng giận lắm, còn chỉ thẳng vào trong mặt của chú Út mới nói là: mày á nghe, mày không có nuôi mấy con gà đó nghe, nó gái là tao ghét rồi đó. Chồng của cô cứ đứng im ru vậy đó. Một lát sau không có thấy vong hồn của ông hai ngoại nữa. Chồng của Út mới rón rén đi ra, thấy con gà nó bị nhổ lông trụi lủi hết trơn à. Nó thì nó vẫn còn sống, ở trên cần cổ thì bị thương, rồi một chùm lông lá là đang nằm ở ngoài đây. Tức là cảnh tượng hồi nãy chồng cô thấy không phải là ảo giác đâu, mà thật sự là ông hai đã về giặt lông với con gà, bởi vì nó gái sầm vậy. Thấy cảnh này chồng của cô cũng ớn rồi. Ngoài những người trong gia đình gặp ra thì mấy người hàng xóm á, kể lại là cũng có thấy nữa. Giữa khuya mà đi công chuyện gì đó ngang qua sẽ thấy có một cái bóng người ngồi ở trước cái bàn trước nhà nè. Chỗ này là nơi mà ông hai khi còn sống, ông khỏe, ông hay ngồi đó uống trà. Mới đầu người ta chạy ngang qua không nghĩ ai giờ còn ngồi để uống trà đâu. Hồi nhìn kỹ lại đó đích thực là ông hai, mà da dẻ của ông thấy nó xám xịt à. Hình ảnh lúc ẩn lúc hiện như vậy thì người ta lập tức biết được đây chính là hồn ma của ông hai. Sợ quá cũng chạy nhanh vậy luôn. Còn có mấy cô kia là cổ dậy sớm để cổ đi ra ngoài đồng á, vô tình đi ngang thì mới nghe thấy cái giọng nói quen thuộc là giọng của ông hai nè: ủa nay dậy sớm vậy bay? Khi mà nghe giọng hỏi đó, cô này cũng quay lại tìm giáo giác luôn nhưng không biết phát ra từ đâu cả. Nhưng khi nghe thêm một lần nữa thì nhìn kỹ dạo trong nhà của cô chú Út mới phát hiện ra ông hai cũng đang đứng trước hàng rào, tay thì bấu chặt chỗ hàng rào, cái đầu thò lên như thế này nè, rất là kinh dị. Sợ quá, cổ la quá trời la luôn, rồi về đâu còn làm được gì nữa đâu, bệnh sốt luôn trong ngày hôm đó. Không những vậy, có cái hôm này là hai vợ chồng của cô Út nằm ở trên gián á, mở tivi lên xem mà nằm kiểu như là hồi phê quá, ngủ hồi nào không hay. Nằm ngủ hồi cái bị cái đồ mót á chọi cái bóp lên trên đầu. Cô bị chọi trước, cô giật mình ngồi dậy rồi thì một hồi sau bị cái lược á ở gần đó chọi thêm một cái vào đầu nữa. Chồng cô cũng giật mình ngồi dậy. Hai vợ chồng nhìn thấy cái tivi sau giận nó toàn là hột ép không à, nó còn phát ra cái tiếng rè rè nữa. Hai vợ chồng tưởng cái tivi nó bị gì hay là mất sóng cũng lại đó, rút điện ra kim điện vô lại một lần thì cái tivi nó rè rè và phát ra cái giọng rõ ràng là giọng của ông hai: tụi mày tắt đi liền chưa, để vậy mà ông coi tốn điện lắm, tắt đi. Kèm theo cái tiếng rè rè đó là giọng của ông hai phát ra một cách rõ ràng. Hai vợ chồng ớn quá rút điện tivi rồi đi chỗ khác luôn. Sang cái hôm kia nữa là hai vợ chồng cũng nằm ngủ trưa ở trên gián. Ở trong nhà khi mà nằm ngủ trưa trên gián như thế này sẽ rất là mát, rồi mình cũng tiện thể canh nhà luôn. Nằm ngủ vậy chồng của cô mới bị xách cái chân lên. Giật mình chồng cô dậy thì thấy là ông hai nè, sao làm gì mà xách cái chân mình mà xách ngược lên như thế này nè. Chồng cô sợ hãi la rồi dùng dãy quá trời. Tướng cô ông hai á, khi ông hiện ra là giống như cái lúc bị bệnh á, người đã ốm lắm rồi. Mặt mày thì hốc hác vào, cái hố mắt cũng hốp sâu vào trong, má cũng vậy. Bây giờ hiện ra vong hồn của ông hai khỏe lắm, nắm cái chân của chú Út mà lôi ngược lên kêu là: mày dậy đi, giờ này giờ nào rồi còn ngủ nữa. Lôi một cái là chú té ịn xuống khỏi gián luôn. Lọ mọ ngồi dậy chưa hiểu chuyện gì trơn. Hai vợ chồng từ lúc đó đã tỉnh ngủ. Sau nhiều hiện tượng,
hai vợ chồng sợ quá à, không biết phải làm như thế nào, đâu có dám kêu thầy bà về trục vong luôn đâu. Bởi vì á, cái người này cũng là ba ruột rồi, là ba chồng của mình, sao làm vậy được, nó ráng là cam chịu luôn. Hai vợ chồng nói với nhau là hay là vợ chồng mình ra ngoài chợ mình mua nhiều đồ về cúng kiến cho ba con thì sao anh, mình xin ba đừng có hiện ra hù mình nữa, chứ hù vậy hoài sao chịu nổi. Rồi hai vợ chồng cũng quyết định là hôm đó ra ngoài chợ mua sắm thịnh soạn, về nhà thành tâm cúng khấn, mong là vong hồn của ông hai sẽ đừng có hiện ra hù hai vợ chồng nữa. Vậy đó, buổi tối lập tức ông hai về, cái mặt của ông càng giận dữ hơn. Ông đứng ở sát bên mé bụng của hai vợ chồng, ông chực đứt một bên mé bụng luôn rồi chửi: hai đứa mày dậy liền cho tao, tao làm gì mà hai đứa mày nói tao hù. Ông hai vừa gào lên mà tay thì cứ quờ 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 tới như thế này nè. Hai vợ chồng chưa hiểu chuyện gì trơn, đang lọ mọ ngồi dậy, ông hai nhảy một cái hỉ lên trên người của chú Út, thì chú Út đau quá ôm bụng rồi. Ông hai lại tiếp tục hỏi: tao làm gì mà tụi bay nói tao hù tụi bay? Ông hai gào lên vậy đó. Cô Út ở kế bên sợ quá khóc miếu máu luôn. Hai vợ chồng một hồi mở sáng đèn lên thì tất nhiên là không có thấy vong hồn của ông hai nữa. Đi ra phía ngoài nhìn lên trên tấm di ảnh thì thấy mặt của ông hai giận khủng khiếp luôn. Cái mắt thì cái nhâu nhâu lại vậy nè, nhìn mặt nhìn ghê lắm. Hai vợ chồng biết rồi là ngày hôm nay cúng kiến cũng không có thành công. Sau khi đã kể lại những sự việc cho những người hàng xóm nghe là nhà mình bị vong hồn của ông ba chồng hiện về vậy đó, không biết làm sao. Có người mới bày là để tỏi đi, đâu mày để tỏi dùng vòng nhà đi cho ổng đừng có hù mày nữa. Cô Út nghe mọi người chỉ vậy cũng đâu biết đâu, về làm theo, mua quá trời tỏi luôn, để từ ở trong nhà ra tới ngoài nhà. Thì buổi tối, đó là một sai lầm của cô Út. Bởi vì cô nằm ngủ sâu rồi, cô có cảm giác ai đó bóp cái miệng của mình rất là đau. Cô lập tức mở mắt ra thì đó là ông hai. Ông hai cầm củ tỏi nhét vô trong miệng của cô rồi còn chửi: mày làm gì mày để tỏi vòng vòng nhà, mày tính đuổi tao hả? Lấy tỏi vừa thồn vừa nhét vô, cô cả người đứng im mà không có nhúc nhích gì được cả. Sau khi nhét vô miệng cô rồi, qua bên chồng cô nhét thêm mấy củ tỏi nữa. Hai vợ chồng ngồi dậy móc cái củ tỏi ra mà nguyên một củ ra dồn hẳn vô trong miệng luôn. Một hồi sau hai vợ chồng sợ thôi, trong đêm là thu dọn tỏi đem cất hết luôn. Không nghĩ vong hồn của ba mình lại hiện ra mà ba lại gay gắt tới mức đó. Ở bên này cứ bị vong hồn của ba chồng hiện ra hoài như vậy, cô chịu đâu có nổi. Cả đứa con trong nhà nó còn chịu không nổi mà. Thì chồng cô mới kêu là sợ quá à, hai mẹ con em á về đỡ ở bên mẹ, ở đỡ bển đi. Cô cũng dẫn con về sang bên nhà mẹ để trú đỡ khoảng thời gian. Bởi vì hai vợ chồng cùng với những người hàng xóm mới nói với nhau, có thể ông hai, ông chỉ hiện ra tới khoảng 49 ngày, thì trong vòng những ngày đó ông sẽ được ở lại trên nhân thế rồi ông hiện ra vậy thôi. Còn sau đó thì ông sẽ không có hiện ra nữa. Nghe nói vậy nên cô cũng về bên nhà mẹ. Có điều, trong đêm đầu tiên mà cô về á, vong hồn của ba chồng tìm tới tận ở bên nhà mẹ của cô Út luôn. Buổi tối cô nằm ngủ trong nhà, cô nghe thấy tiếng gõ cửa, tiếng kêu, rồi nghe chó sủa rồi, mà cô không biết ai trơn á. Chứ lại cô cũng không thể nào tưởng tượng ra được là ông cha chồng á, ổng lại theo cô về tới tận nhà như vậy. Mẹ cô ra trước mở cửa, trời hồi á, nghe mẹ la luôn, mẹ la một cái á, la quá trời lớn. Cả nhà lập tức chạy ra, thấy mẹ ngửa bật ra đằng sau, mẹ té ở trên nền nhà rồi. Rồi hỏi mẹ: ủa mẹ ơi, mẹ bị gì vậy, mẹ thấy gì hả? Mà mẹ sợ lắm, mắt thì mở trừng trừng nhìn ra phía trước. Hồi nữa mẹ kể lại, mẹ kêu là: Út ơi, thôi chắc con về bên bển đi, hồi nãy ba chồng mày ổng qua đây ổng kiếm kìa. Cô giật mình, cô hỏi: trời ơi, mẹ nói gì ghê vậy, không lẽ là ông ba chồng con qua tới tận đây sao? Mẹ cô nói: ừ đúng rồi, hồi nãy tôi nghe kêu cửa, mới đầu tôi nghe cái giọng quen quen mà tao không biết ai. Mở cửa ra, ông đứng trước cửa, cái mặt của ông thấy ghê lắm con ơi. Ông kêu là cho con về bên bển đi. Thôi con về bển đi, chứ mắc công ở đây ông kêu cửa mẹ hoài vậy, mẹ đau tim chắc mẹ đi theo ổng luôn quá.
Cô Út về bên nhà mẹ của mình để trú ẩn đỡ, mà không ngờ là vong hồn của ba chồng lại tìm tới tận đây, hù cô, hù con gái rồi hù cả mẹ ruột của cô nữa. Sợ là mẹ ruột của cô sẽ bị hù vậy rồi lên cơn đau tim mất công nguy hiểm, cô lại xách đồ lon ton trở về bên nhà chồng. Chồng cô mới hết hồn hỏi là: ủa em ơi, sao đi mới có một bữa về rồi? Cô buồn rầu kể lại cho chồng nghe, rồi hai vợ chồng tới bước này cũng không biết phải làm sao hết trơn á. Muốn đi thì cũng đi được, dù về đây cũng là đất ông bà nhà cửa cũng sẵn hết rồi, mình đi để nhà không vậy rồi đi chỗ khác xây nhà nữa thì nó tốn tiền lãng phí quá, vẫn ở lại đây cứ ở xuống vậy đó. Đúng thật, tới sau cái ngày 49 là không còn thấy vong hồn của ba chồng cô hiện ra nữa. Trước 12 giờ của ngày 49 thì cô nghe thấy tiếng bước chân của ba chồng cũng đi tới đi lui bên ngoài hoài à. Cứ đi vòng vòng rồi họ còn nghe gõ cửa. Cô nghe cái giọng của ba chồng nói vậy nè: thôi tao đi à. Nghe rõ ràng luôn thì cô mới kêu chồng. Chồng cô dậy nghe thấy tiếng bước chân, hai vợ chồng không có dám mở cửa ra ngoài đâu, cứ đứng rình rình vậy đó. Hồi sau im ru rồi. Đi ra đã hơn 12 giờ, đi đảo một vòng nhà cũng không thấy gì nữa. Tự nhiên lúc đó có cảm giác gì rờ rợ. Hai vợ chồng đi lại ở trên chỗ bàn vong của ba nè, thắp cho ba một nén nhang. Rồi nghe giọng của ba: thôi tao đi đó nghe. Giọng của ba nói hiền lành hơn so với những lần trước rất là nhiều. Và khói cây nhang nó bay cuộn lại như lốc xoáy vậy đó. Hai vợ chồng nhìn nhau nói: có thể hôm nay là ngày 49 thì ba sẽ đi được rồi nè. Hơn thực sự, từ đợt đó về sau là cô cũng không còn gặp ba chồng của mình nữa. Ở trong nhà của cô đã có được một cuộc sống hoàn toàn bình yên tự do rồi. Đó là toàn bộ câu chuyện cô Út kể lại cho cô Lệ nghe và cô Lệ chia sẻ lại cho Như cùng với khán giả hen. Đây cũng là một câu chuyện rất là hay và khá là ghê rợn. Nghĩ lại cái cảnh mà cả nhà của cô Út á, sống chung 49 ngày cùng với một hồn ma vậy cũng hơi ớn. Mặc dù biết hồn ma đó là người thân của mình, bà nói gì chứ ba chồng của cô cũng hơi quậy ha. Câu chuyện này tới đây cũng đã khép lại trong tập truyện của chúng ta ngày hôm nay. Như cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi những câu chuyện từ kênh của Như. Nếu quý vị, ông bà, cô chú, anh chị mình có những câu chuyện mà mình được biết, được nghe, được kể lại, quý vị cứ việc gửi lại cho Như thông qua những đường link mà Như để bên dưới phần mô tả. Quý vị cứ việc gửi lại thì lần lượt Như sẽ chia sẻ những câu chuyện đó đến khán thính giả ở trong và ngoài nước. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện vui vẻ, thư giãn. Sau đó mình sẽ có một giấc ngủ thiệt là ngon. Và Như cũng chúc quý vị mình luôn luôn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, gặp thiệt là nhiều may mắn trong công việc luôn ha. Nghe chuyện tới đây rồi, quý vị cũng đừng quên để lại cho Như một nút like, bấm nút đăng ký và chia sẻ video này để ủng hộ cho kênh của Như nha. Cảm ơn quý vị nhiều lắm. Thôi, hẹn gặp lại quý vị ở tập sau. Xin chào tạm biệt. Bye bye quý vị nghe. Bye bye.